Mến chào quý anh chị cô chú ha. Lại là em Hoàng Duy đây ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục review cho quý anh chị cô chú xem một cái thửa đất vườn. Nó có diện tích là 8.300 m², tọa lạc tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì cái thửa đất ngày hôm nay của mình á, nó là đất đỏ Ba Giang ha quý anh chị. Nó nằm trên mặt tiền đường nhựa và có tới hai mặt tiền đường trước sau ha. Trước là mặt tiền đường nhựa, còn phía sau là đường bê tông ha quý anh chị. Đó. Cái bên căn nhà này giáp ranh với căn nhà này ha. Nhà này vườn chủ kế bên trồng cây kiểng rất là nhiều mai. Thửa đất của mình nằm ở phía dưới đây, thửa đất đỏ ha quý anh chị. Đó, thì vị trí thửa đất của mình thì cách quốc lộ 56 tầm khoảng là 8 cây ha, 8 cây là ra ngay trung tâm thương mại Kim Long luôn nha. Từ đây mà mình về thành phố Hồ Chí Minh mà đi hết cao tốc Long Thành Dầu Dây nó đến đường Mai Chí Thọ là tầm khoảng là 75 cây ha. Còn là Sài Gòn thì cũng khá là rộng lớn nên về mỗi nơi mỗi vị trí khác nhau ha. Đó, thửa đất trước mặt mình đây ha quý anh chị. Và thửa đất ngày hôm nay có giá là chỉ có 700 triệu trên 1.000 m² thôi. Đó, đất đai thì rất là màu mỡ luôn. Đó. Rất là phù hợp để mình có thể là phân tách thành nhiều lô sau này mà để làm của sau này ha. Hoặc là làm vườn, hoặc là xây nhà vườn. Vì đất mình phủ hồng có thể lên thổ cư được nha. Và phủ hồng rất là nhiều nha quý anh chị. Rồi sơ lược vậy thôi. Quý anh chị nào quan tâm thì vui lòng xem hết cái video này nha. Tôi là Hoàng Duy. Tôi thích review chia sẻ tất cả bất động sản. Còn đây là sổ của mình ha quý anh chị. Thì đất của mình là có sổ hồng riêng và sổ này đã được cấp đổi làm sổ mới nên diện tích đầy đủ ha. Thì địa chỉ là thuộc xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 8.311 m² ha. Hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng là đến năm 2043 ha. Thì đất này thì vẫn chưa có thổ cư nhưng mà đất mình thì phủ hồng có thể lên thổ cư được ha quý anh chị. Còn đây là trích lục sơ đồ thửa đất của mình. Thì đất của mình á là nó có hai mặt tiền đường phía trước và phía sau. Thì phía trước là mình giáp ranh với mặt tiền đường nhựa, còn phía sau là mình giáp ranh với mặt tiền đường bê tông á, mà chỉ có một nửa thôi. Còn hướng đất của mình á là xây về hướng tây bắc ha quý anh chị, một hướng thì hướng tây bắc, phía sau là hướng đông nam ha. Còn đây là toàn bộ thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha. Đó. Thì ngang là mình có 70 m mặt tiền ha, sau vào là 110. Hậu đằng sau của mình hai cạnh cộng lại là mình được 85 m ha. Đó, cái hậu bên sau mình nở ra 85 m. Nó hình dáng nó như thế này ha quý anh chị. Rồi bây giờ mở quy hoạch lên thì đất mình là quy hoạch hầu hết là phía trước, phía sau là đất ở, phủ hồng đất ở, còn một chút xíu giữa là đất trồng cây lâu năm ha. Đó. Còn đường xá thì hiện tại hầu như là mình không có vướng đường vào nữa, không đúng vướng đường vào nhiều ha, đường xá hầu như xong rồi. Thì cái thửa đất này quý anh chị vẫn có thể lên thổ cư được bình thường ha quý anh chị. Rồi quy hoạch của toàn khu này ha, quy hoạch của toàn khu này ở trên cái khu này là quy hoạch bàn cờ ha. Nói chung là vuông vén, ở trên khúc này là thửa đất nào cũng vuông vén ha. Thì ranh giới thì mình là cọc bê tông hết rồi nha, cọc bê tông rõ ràng hết rồi, nên có móc ranh giới đồ rõ ràng hết rồi. Thì sổ mình cũng đã cấp đổi lại mới ha. Nếu cấp đổi lại mới thì các thửa đất như chủ bên này nè, chủ đất bên này, chủ đất phía sau, chủ đất bên cạnh hông thì người ta đã ký giáp ranh rồi, là ổn định ranh giới hết rồi. Nên quý anh chị yên tâm về phần ranh giới ha. Thì nó mới ra được cái sổ mới đó. Thì ngang á là mình có 70 m mặt tiền đó, từ ranh giới kia ha. Đó, từ ngay trước mặt ra ha quý anh chị. Đó, ngay cọc bê tông đây. Đó, ngay cọc bê tông này ha. Đổ sâu qua bên đây là mình có 70 m, sâu vào là 110. Đó, sâu vào là 110. Hậu đằng sau mình nở hậu ra 85 m ha quý anh chị. Đó, đóng mình nở hậu nha. Còn đây là vị trí thửa đất của mình ở trên Google vệ tinh ha quý anh chị. Khu vực của mình á thì đường thông hết nha. Đường của mình là đường thông hết. Khu vực của mình thì dân cư người ta ở rải rác như thế này ha quý anh chị. Đó, dân cư người ta ở như thế này nè. Ở đây là trục đường Kim Long Quảng Thành ha. Về thẳng trục đường này là mình sẽ về thị trấn Kim Long, rồi đi ngang qua trung tâm xã Quảng Thành. Còn đường này là
mình sẽ rờ Cẩm Mỹ Đồng Nai ha quý anh chị. Đó. Ở khu vực này là có trường học nè, có chợ và một số dịch vụ tiện nhân ít, cách mình tầm khoảng là 700-800 m. Mình về trung tâm xã thì tầm khoảng là 4 cây ha. 4 cây là mình về trung tâm xã. Ở đây thì có chợ, trường học, vân vân. Về quốc lộ 56 thì tầm khoảng là 8 cây là về ngay trung tâm thị trấn Kim Long luôn. Đó, là 8 cây số ha. Từ vị trí đất của mình á, mà về thị trấn Ngãi Giao thì tầm khoảng là 13 14 cây nha quý anh chị. Còn về thành phố Bà Rịa là tầm khoảng là 30 cây ha, và biển Vũng Tàu tầm khoảng là hơn 50 cây. Còn từ vị trí thửa đất mình á, mà ra quốc lộ 51 thuộc Mỹ Xuân á, tầm khoảng 35 cây ha, là đồng quốc lộ 51. Mình chạy thẳng quốc lộ 51 về thành phố Biên Hòa tầm khoảng là 75 cây, còn lên cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh đi hết cao tốc thì tầm khoảng là cũng 75 cây ha quý anh chị. Đường á, về đường xá thì đường này là đường nhựa, nhựa này mới làm ha, và đường nhựa này là đường nhựa thông nha, thông ra cái khu gần cờ ở phía sau. Phía sau mình là toàn là đường bàn cờ thôi nha quý anh chị. Đó, phía sau mình toàn là đường bàn cờ thôi. Và ở đấy thì dân cư cũng hiện hữu và cũng rất là nhiều cái farm sầu riêng ha. Đường này mình di chuyển thẳng là mình về cái trục đường mà để về Lâm Sang á quý anh chị, để về DT765 thuộc của Đồng Nai ha. Thì điện đài internet net mình đầy đủ ha, dân cư thì hiện hữu ở đây, đất vườn còn khá là rộng nên thành ra dân cư thì không có san sát ha, vì chỉ hiện hữu thôi. Ví dụ như mình một thửa đất như thế này, bên kia cũng một thửa đất như thế này, xuống kia cũng một thửa đất như thế này, thì thành ra một người sở hữu à, gần cả mẫu đất lận, nên thành ra đất vườn ở đây cũng còn khá là rộng. Đất của mình thì khá là màu mỡ, đất đỏ Ba Gian á. Ở khu Quảng Thành này thổ nhưỡng cũng khá là tốt từ xưa giờ ha anh chị, toàn là đất đỏ Ba Gian thôi đó, nên thành ra phù hợp trồng đủ loại trái cây như là sầu riêng đó, đặc biệt là sầu riêng á. Sầu riêng rất là phù hợp với cái loại đất này và khí hậu ở đây, và ở đây là không khí khá là mát mẻ. Ở khu vực mình thì mình cũng nhìn thấy xung quanh mình á, là bao quanh á là rất là nhiều những cái đồi khá là cao ha, đồi của anh chị, và mảng xanh ở khu vực này cũng khá là nhiều, nên về đây không khí cảm giác khá là mát nha quý anh chị, và thoáng nữa, trên con đường này khá là thoáng. Còn mình thì có một cái đập đập giữ nước này quý anh chị, đó sát luôn ha, sát chân mình luôn. Mùa này thì nó hơi khô cạn phía trước mặt mình ha, trước mặt luôn, đi vài bước chân là mình tới cái đập giữ nước đó luôn ha quý anh chị. Mà hiện tại mùa này em thấy nó khô cạn luôn rồi. Còn đất của mình cái thớ đất á, là nó lầy ha quý anh chị, nó lại từ trên kia nè, nó đổ về đây. Ở dưới đây là, ở vùng dưới đây là khá là trũng nè, vùng dưới khá là trũng nên mình ở vị trí trên cao á, mình có thể nhìn thấy hết cái khu vực ở phía dưới luôn. Nhưng mình đất mình thì nó không trũng sâu nha, nó lại sơ tới đây thôi nó, rồi qua đây tới một thửa, hết cái thửa bên cạnh mình rồi tới một thửa nữa, cái thửa đó mới bắt đầu nó trũng xuống dốc ha quý anh chị. Còn mình thì lầy sơ thôi, nên tổng quan thì là lô đất này cũng khá là đẹp đó. Nhưng trũng thì trũng nhiều, mình nhìn thấy bằng mắt thường thì mình thấy sơ sơ thôi, thật ra cũng khá là nhiều ha. Vị trí này thì nó thấp hơn mặt đường ha quý anh chị. Đó, vị trí em này thấp hơn mặt đường tầm khoảng là 1 m mấy. Nó lên kia thì nó lại lên, cái đường này là đường đắp lên ha. Đứng đây thì mình cũng thấy được tổng quan hết lô đất của mình. Đó. À, thì trên đất hiện tại mình đất trống, chỉ có hai cái cây, một cây chôm chôm và một cây sầu riêng thôi, chủ trừ lại thôi. Còn ngoài ra là đất trống hết á, và đất mình là đất sạch 100%, không mồ mả gì cả ha. Đối diện mình cũng nhà hả anh chị, đối diện mình cũng có nhà nè đó. Đây có cái hai cây dầu, mấy cây dầu nè khá là mát. Đây ra để em đi bộ ra một xíu thử coi, cái này nó ghi là cái đập gì em quên mất tên rồi, cảnh báo nước sâu ha. Trước thì đi ngang qua này thì thấy nước nhiều lắm quý anh chị. Đường nhựa này thì hai xe ô tô ní nhau được nha. Này, ở dưới đây là cái đập ha. Đây, dưới khu vực này là cái đập nè. Đó, trữ nước mà mùa này nó khô cạn luôn rồi. Trên con đường này thì nó cũng có đèn đường năng lượng mặt trời. Người chắc cái này không biết dân bác hay nhà nước bác đây, mà ban đêm mà chắc chắn là sáng nè. Đó.
Rồi, sơ lược vậy thôi. Bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn Flycam từ trên cao ha. Còn đây là những hình ảnh từ Flycam ha quý anh chị. Ở phía dưới là thửa đất của mình. Từ trên cao thì cũng thấy đất mình nó đỏ ha, đỏ âu luôn. Cạnh mình thì cũng nhà cửa dân cư ở ha. Thấy được phía sau có nhà dân ở luôn nha quý anh chị. Hướng sau về thì mình vào khu bàn cờ ha. Dân cư ở đây thì đất vườn còn khá là rộng nên dân cư cũng ở rải rác ha quý anh chị. Rồi từ vị trí thửa đất em sẽ di chuyển ra trục Lâm Sang Quảng Thành ha quý anh chị, Quảng Thành Lâm Sang ha. Đó, mình sẽ đi ngang qua cái bờ đê này ha. Ở khu vực trên này thì nhà cửa người ta ở cũng đông đúc rồi. Quảng Thành này thì cái thổ nhưỡng của nó thì khá là tốt, do cái vị trí của nó thì khá là giáp ranh với Đồng Nai ha, nhưng mà đất đai của nó cũng khá màu mỡ nha quý anh chị, đó, giáp ranh với Lâm Sang Đồng Nai, đó, thành ra cái giá của nó sẽ nhỉnh hơn khu vực một xíu, và cái thửa đất ngày hôm nay cũng không ngoại lệ ha, đây là trục đường Lâm Sang Quảng Thành này. Khu vực này thì dân cư ở đông đúc và có trường học ở khu vực này ha. Đó, trường học đây ha quý anh chị. Đó. Để không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin nhắc giá lại một lần nữa ha. Thì chủ đang rao cái thửa đất này với cái giá là 700 triệu trên 1.000 mét vuông ha. Thì cái thửa đất này nhân lên là 5 tỷ 8 ha quý anh chị. Thì quý anh chị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em ha. Để em cung cấp thêm thông tin cho quý anh chị cô chú. Cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo.